Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc va chạm tàu hàng chở 9 người khiến một người tử vong và hai ngư dân mất tích, sáng nay, ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngư dân địa phương vừa vớt được một thi thể trên biển, nghi là của một trong hai thuyền viên mất tích. Khoảng 21 giờ ngày mùng 5 tháng 3, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Quảng Ngãi, ông Lê Thái Bình, chú thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, chủ tàu cá QNG 91292TS phát hiện thi thể mắc vào lưới của ông. Ngay lập tức, ông Bình báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương. Đến 1 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 3, thi thể trên được đưa về trạm kiểm soát biên phòng Cảng Tịnh Kỳ. Ông Thanh thông tin thêm, theo nhận dạng của người nhà hai ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá, thì thi thể trên là của ông Nguyễn Thành, sinh năm 1969, ở xã Tịnh Kỳ. Hiện, thi thể đã bị phân hủy nên người nhà nhận diện thông qua quần áo cũng như một số đặc điểm khác. Xong, để đảm bảo tính chính xác thì phải chờ cơ quan pháp y khám nghiệm. Trước đó, hôm 20 tháng 2, tàu cá QNG 11126TS có chiều dài 14,5m, công suất 350 mã lực do ông Nguyễn Đảm, chú xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến và hành nghề pha súc ở vùng biển Quảng Ngãi, trên tàu có 9 lao động. Đến 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, trên đường di chuyển vào bờ, tàu cá xảy ra va chạm với tàu vận tải Trung Thắng 568. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, toàn bộ 9 ngư dân rơi xuống biển. Phát hiện vụ việc, các tàu cá ngư dân địa phương đã ứng cứu, vớt được 7 ngư dân đưa vào bờ cấp cứu. Hai ngư dân còn lại gồm ông Phan Văn Thành và ông Nguyễn Thành cùng chú xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi mất tích. Do vết thương quá nặng, một trong số 7 ngư dân được cứu vớt đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.